hoài để chúc mừng của em. Đừng mang cho lời ca những nỗi ưu phiền và đừng mang cho tình yêu những tiếng cầu. Để chúng ta để cho ta lời ca hát để yêu người và người cho ta lời ca hát để yêu đời. Tiếng ca đời. Ôi hay quá, hay quá, hay quá. Xin chào bốn chú ve con xinh đẹp. Trời ơi, các em đã mở màn cho chương trình hôm nay một cái không khí nó rất là mùa hè vậy đó ha. Rồi làm cho anh nhớ vào cái thời mà tuổi thơ của anh, khi anh cắp sách đến trường, khi anh hồn nhiên trong sáng đó em. Bây giờ thì anh bớt hồn nhiên rồi em. Nhưng mà các em đã gợi nhớ cho anh cái điều đó. Cảm ơn rất là nhiều. Và thưa quý vị, có lẽ chúng ta cũng đã nhận ra những gương mặt quen thuộc này rồi, phải không ạ? Đây là Thúy Nga. Kế bên Nga là Hồ Bích Ngọc. Đều là những ca sĩ mà đã góp giọng, góp mặt, góp tiếng, góp hình rất là lâu trên sân khấu ca nhạc, mang lại cho quý vị khán giả rất là nhiều những cảm xúc. Thế nhưng hai cô gái đứng kế bên trái Đại Nghĩa đây thì có lẽ là phải nhờ Thúy Nga giới thiệu giùm thôi. Vâng ạ, đến với chương trình ngày hôm nay, ngoài Nga thì có thêm hai người bạn rất là thân, rất là dễ thương ở trong nhóm Mắt Ngọc với mình. Đó là đầu tiên là Ngọc Dung, thứ hai là Ngọc Kayla. Ngọc Dung và Ngọc Kayla, hai thành viên này là thành viên mới của Mắt Ngọc đúng không Nga? Đúng rồi, dạ. Nhóm Mắt Ngọc thì đã có một cái bề dày hoạt động trên sân khấu ca nhạc cũng rất là lâu và cũng có sự thay đổi của rất nhiều thành viên, và cái tên Mắt Ngọc vẫn giữ vững được như những ngày đầu nhóm Mắt Ngọc xuất hiện. Và thưa quý vị, chúng tôi đang đến với chương trình Ngạc Nhiên Chưa hôm nay. Với Đại Nghĩa thì cả bốn cô gái này đều là những cô bé rất là xinh xắn, rất là đẹp và dĩ nhiên rất tài năng. Và mong rằng hôm nay chúng ta sẽ có một cái chương trình Ngạc Nhiên Chưa thật vui, cống hiến cho quý vị khán giả nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ về vị trí của mình, xin mời các em. Hôm nay như vậy là hai chị chơi chung với nhau một nhóm, và hai em út đứng với nhau một nhóm đúng không? Ngọc Dung. Dạ. Bình thường là trong nhóm chị Thúy Nga có khó tính lắm không? Nga hả? Thì không có khó tính đó, rồi dễ, rồi vui vẻ nữa. Thôi nha, đừng có tân bốc nịnh tôi ở đây nghe chưa? Mày hay nói tôi là bà già khó tính hả? Nga là trưởng nhóm mà đúng không? Dạ. Vậy thì vai trò của em với Ngọc Kayla trong nhóm á, mình có phân chia nha không? Ví dụ một người sẽ lo về phục trang, một người sẽ lo về phần vũ đạo. Trong nhóm thì vũ đạo thì bên này. Ngọc Kayla lo phần đó. Dạ. Còn em thì cũng có phục trang cũng có, mà quan trọng là thủ quỹ. Trời, cái này là quan trọng lắm luôn á nha.